Midoriya Izuku lại trở về vô năng. Đó là một trong những tin vô cùng sốc đối với những ai là fan của Deku cũng như bộ truyện My Hero Academia. Cuộc chiến quyết định của phe anh hùng Nhật Bản và phe mặt trận giải phóng huyền bí đã chính thức khép lại với phần thắng thuộc về các anh hùng của chúng ta. Nhưng phe anh hùng cũng đã phải chịu những tổn thất không hề nhỏ với những sự hy sinh, những tổn thương về mặt tinh thần. Đáng thương hơn cả chính là cậu bé Deku, người đã hy sinh cả chính năng lực One for All được All Might truyền lại để có thể đánh bại Shigaraki và giúp hắn nhận ra được ý nghĩa của cuộc sống. Trong khoảng thời gian ngóng chờ những trang tiếp theo của My Hero Academia, tại sao các bạn không cùng tôi ngồi xuống và nhìn lại cuộc hành trình của Deku? Từ một cậu bé vô năng, không sở hữu một chút gì gọi là thiên phú, trở thành con át chủ bài của phe anh hùng Nhật Bản trong trận chiến cuối cùng và xa hơn là trở thành biểu tượng hòa bình mới, tiếp nối di sản của người thầy All Might đã để lại cho cậu. Cùng tôi bắt đầu luôn thôi nhé. Nhớ xem hết đến cuối video vì tôi sẽ có một số giải đáp cũng như giả thuyết về những bí ẩn xoay quanh người cha của Deku đấy nhá. Vì là nhân vật chính của bộ truyện nên ngay từ chính cái tên Midoriya Izuku đã cho thấy được sự thú vị mà tác giả Horikoshi đã cài vào. Từ Izuku trong tiếng Nhật có nghĩa là đẹp đẽ hay thờ mộng. Từ Ku đồng âm với từ Kyu có nghĩa là số 9. Điều này thể hiện Izuku là người thứ 9 được kế thừa sức mạnh One for All từ người tiền nhiệm là All Might. Midori có nghĩa là màu xanh lá cây, tượng trưng cho tông màu chủ đạo của cậu, được thể hiện qua mái tóc màu xanh đen, trang phục với những bộ phận màu xanh lá, những tia sét và aura tỏa ra khi Midoriya thi triển sức mạnh cũng có màu lục. Màu xanh lá cây là màu tượng trưng cho sự thuần khiết và tích cực, được thể hiện qua nét tính cách của cậu. Và màu xanh lá cũng là biểu tượng cho sự khởi đầu mới, một ẩn ý mà tác giả đã dùng để truyền tải thông điệp rằng Midoriya chính là đại diện của một thế hệ anh hùng mới và là biểu tượng hòa bình mới của xã hội. Ngoài ra, cậu còn được gọi với một cái tên thân mật là Deku, nghĩa là con rối hay một người vô dụng. Đây là tên do người bạn vô cùng thân thiết, theo một cách hiểu nào đó là Bakugo Katsuki đặt, và sau này Midoriya cũng lấy cái tên Deku này làm tên anh hùng của cậu. Thân đến mức này là cùng chứ còn gì nữa. Thật ra, cậu quyết định dùng cái tên này khi nghe Ochako nói rằng cái tên Deku này nghe khá là truyền cảm hứng vì phát âm giống như Dekiru, nghĩa là có thể làm được, nên cậu đã quyết định sử dụng nó. Trong cuộc bình chọn đầu tiên ở thời gian đầu bộ truyện, Midoriya là nhân vật xếp thứ nhất về độ yêu thích. Tuy nhiên, càng về sau thì Deku đành nhường lại vị trí số 1 cho những nhân vật khác do cốt truyện đã mở rộng hơn. Và người xếp thứ nhất nhiều nhất cũng không ai khác, đó là cậu bạn tri kỷ cách tràn của cậu. Các bạn có biết, ý tưởng ban đầu của Midoriya Izuku là không phải một cậu học sinh trung học vừa chập chững bước vào đời không? Mà đó là một anh nhân viên văn phòng nhút nhát, cũng không sở hữu năng lực gì đặc biệt. Cậu còn có một cái tên khác là Jack. Thế nhưng ý tưởng này đã được sửa đổi cho phù hợp với tinh thần của bộ truyện, là kể về một lớp thế hệ học sinh trẻ đầy tiềm năng sẽ gánh vác cả xã hội anh hùng Nhật Bản trong tương lai. Deku sở hữu ngoại hình có thể được gọi là khá là cute, khi cậu sở hữu một khuôn mặt tròn, đôi mắt to màu xanh lục, mái tóc rối màu xanh đen và tàn nhang ở hai bên má. Cậu có chiều cao trung bình 1m66, khá thấp so với phần lớn các học sinh nam của lớp 1A. Tuy nhiên, cậu lại có một thân hình khá là cơ bắp sau khi được sư phụ All Might huấn luyện 10 tháng để chuẩn bị cho kỳ thi đầu vào của UA. Về sau, người đọc cũng được chứng kiến thêm sự phát triển về cơ bắp của cậu. Deku thường xuất hiện với bộ trang phục nam sinh của UA với áo sơ mi trắng, cà vạt đỏ, bên ngoài là áo khoác sán kết hợp với quần tây xanh đậm và giày sneaker màu đỏ. Trang phục anh hùng đầu tiên của cậu trông khá là ngố, cũng là tông màu xanh lục chủ đạo. Cậu mặc bộ đồ thể thao liền với phần thắt lưng màu đỏ, phần đệm với khuỷu tay và đầu gối. Phần mặt nạ được lấy cảm hứng từ thần tượng All Might khi có chi tiết thể hiện nụ cười ở miệng. Hai phần sừng được thể hiện cho giống mái tóc của All Might, nhưng nhìn trông cứ như là đôi tai thỏ ấy. Dần dần trang phục anh hùng của cậu cũng đã được sửa đổi khá nhiều cho phù hợp với tính chất của công việc của một anh hùng. Lúc này, chiếc mặt nạ tai thỏ cũng được tối giản lại hết mức, trông giống như một chiếc mũ trùm đầu hơn. Phần trang phục tuy vẫn giữ được những đặc điểm nổi bật ban đầu, nhưng tông màu tối hơn và trông mạnh mẽ giống như một anh hùng hơn, cùng với những thiết bị tối tân hỗ trợ cho sức mạnh của cậu. Về sau, cậu còn có chiếc khăn choàng màu vàng được sư phụ Gran Torino tặng và cậu đã sử dụng nó trong công việc anh hùng của mình. Một trong những tạo hình đã để lại rất nhiều ấn tượng cho độc giả, đó chính là tạo hình Dark Deku đã được xuất hiện sau sự kiện chiến tranh huyền bí. Tạo hình của Dark Deku ở sự kiện này có thể gọi là khá tàn tạ vì khắp nơi trên bộ đồ đều bị rách. Cậu cũng thường xuyên trùm mũ che kín mặt. Phong thái lúc này của cậu cũng trông rất mệt mỏi do phải thúc ép bản thân làm việc liên tục không ngừng nghỉ.
từ thái độ, cách thức hành động, phương pháp chiến đấu với tội phạm và cách đối xử của Deku với mọi người trông giống với một anti-hero hơn là một anh hùng. Deku khi còn nhỏ được lấy cảm hứng từ chính tác giả Horikoshi của bộ truyện. Ở phân cảnh vô cùng đáng yêu khi Baby Deku cosplay All Might và chơi trò anh hùng cùng với mẹ là bà Midoriya Inko, tác giả đã thực sự chơi trò anh hùng với mẹ khi còn nhỏ và ông đã khóc khi miêu tả lại phân cảnh đó trong tác phẩm của mình. Midoriya Izuku có một tuổi thơ đáng thương và thiệt thòi hơn các bạn bè đồng trang lứa khi cậu là một người hoàn toàn vô năng. Khi nghe bác sĩ nói rằng cậu không sở hữu bất kỳ một loại năng lực nào, cậu và mẹ đã rất sốc. Điều này đã để lại một vết thương lòng khó có thể phai mở cho cậu. Mặc dù sau này cậu đã sở hữu One For All, nhưng những mặc cảm về quá khứ là một cậu bé vô năng và năng lực hiện tại là do được người khác ban tặng đã đeo bám Deku trong suốt một khoảng thời gian. Tuy vậy, Deku đã không hề nhụt chí mà vẫn luôn ấp ủ một ước mơ. Đó là trở thành anh hùng chuyên nghiệp giống như người anh hùng All Might, bất chấp những sự bắt nạt và lời lẽ xem thường từ các bạn trong lớp, đặc biệt là từ Bakugo. Mối liên hệ của Deku và Bakugo có thể nói vừa là đối thủ, vừa là tri kỷ với nhau. Bakugo vẫn luôn bắt nạt, ức hiếp Deku từ khi còn bé cho đến khi đã vào UA. Xem một đứa vô năng như Deku như thể là một cái gai trong mắt. Nhưng ngược lại, với Deku thì từ nhỏ đã luôn ngưỡng mộ Bakugo khi cậu ấy làm việc gì cũng giỏi, nhận được nhiều lời khen từ những người xung quanh. Khát Trang còn có một năng lực vừa hiếm có, vừa mạnh mẽ. Ở lần Bakugo bị bắt bởi một tên tội phạm sở hữu năng lực bùn, Deku mặc dù nhận thức được bản thân không sở hữu sức mạnh, nhưng vẫn bất chấp lao vào để giải cứu cậu bạn Bakugo bằng chính ý chí và bản năng của một người anh hùng đích thực đã gây ấn tượng mạnh với All Might. Deku cũng đã thể hiện cho All Might thấy rất nhiều phẩm chất của một người hùng thực sự với vẻ ngoài của một cậu bé vô năng, nên người anh hùng đã quyết định truyền lại sức mạnh của mình cho Deku, biến cậu trở thành truyền nhân đời thứ 9 của One For All. Cũng chính từ lúc này trở về sau, Deku đã nhận ra rằng giờ đây, bản thân cậu cũng không chỉ chịu trách nhiệm cho giấc mơ trở thành anh hùng của bản thân nữa, mà cậu còn gánh vác trách nhiệm thừa kế di sản mà biểu tượng anh hùng số 1 All Might đã dành tặng cho cậu. Thậm chí có thể là cho cả một thế hệ anh hùng mới, mà người tiên phong của thế hệ đó chính là Midoriya Izuku. Hành trình học tập để trở thành anh hùng chuyên nghiệp của Midoriya tại UA cũng bắt đầu. Tại đây, cậu nhóc Deku vô năng bị mọi người bắt nạt ngày nào đã được gặp những người bạn, những người thầy, những người tiền bối luôn sát cánh bên cậu. Họ đã giúp cho cậu nhận ra được những khía cạnh và giá trị của cuộc sống, cách để trở thành một anh hùng đúng nghĩa, những khó khăn trong việc lựa chọn và đưa ra quyết định của một anh hùng, những sự đánh đổi mà cậu có thể phải đối mặt trong suốt quá trình thực thi nhiệm vụ của một anh hùng sau này. Cậu còn phải đối mặt với những tên tội phạm nguy hiểm hàng đầu ngay từ khi chỉ mới là học sinh năm nhất. Những tên tội phạm mà Deku đã gặp còn giúp cho cậu nhận ra không phải ai cũng là kẻ ác hoàn toàn ngay khi được sinh ra, mà họ đã phải trải qua những biến cố của cuộc đời. Những tên tội phạm như Sten, Togata Himiko, Gentle và Lebrava, và đặc biệt là Shigaraki và All For One đã giúp cậu nhận ra được những ý nghĩa đó. Không biết là suy xẻo hay may mắn, nhưng nhờ được tiếp xúc với nhiều vấn đề nghiêm trọng mà bọn tội phạm gây ra từ rất sớm đã khiến cho Deku ngày càng trưởng thành và vững chắc hơn trên chặng đường sắp tới. Các bạn hãy theo dõi anime hoặc manga My Hero Academia để có thể hiểu rõ hơn về hành trình của Midoriya và những người bạn đã trải qua như thế nào nhé. Sau khi trải qua vô số sự kiện lớn nhỏ, Deku đã nhanh chóng phát triển về cả sức mạnh lẫn tinh thần, để giờ đây cậu học sinh năm nhất đã trở thành nhân tố chủ lực của các anh hùng Nhật Bản trong chiến dịch chiến tranh với phe tội phạm được lãnh đạo bởi tên ác nhân đáng sợ nhất lịch sử, All For One. Một kẻ sở hữu quyền năng của thần thánh và không từ thủ đoạn để đạt được tham vọng, cùng với con cờ chủ lực Shigaraki của hắn đã gây ra rất nhiều thách thức cho Deku, từ sức mạnh khủng khiếp đến làm lung lay chủ nghĩa anh hùng mà Deku vẫn luôn theo đuổi. Cuối cùng, vì để ngăn chặn những tội ác không thể tha thứ, để cố cứu lấy một tâm hồn mà nó đã vỡ nát, mục giữa như chính sức mạnh của Shigaraki, một kẻ mà chúng ta đã cho rằng tưởng chừng như không thể cứu vãn được nữa, cậu bé tội nghiệp Deku đã phải vì đại cuộc, vì lý tưởng anh hùng mà cậu đang theo đuổi, hy sinh năng lực của mình để thực hiện một nhiệm vụ bất khả thi là cứu rỗi một Shigaraki đã quá suy đồi. Nhìn vào Deku, người xem biết rằng cậu ta không chỉ hy sinh năng lực của mình, mà còn là hy sinh luôn cả ước mơ, niềm hy vọng, những sự cố gắng mà cậu đã trải qua trong suốt hành trình cực khổ để học cách sử dụng năng lực. Để rồi kết quả là người anh hùng trẻ đã đánh bại được kẻ thù và phần nào giúp hắn nhận ra được ý nghĩa của cuộc đời của bản thân hắn. Nhưng giờ đây, Deku đã quay trở về thành một người vô năng như chính quá khứ đã ám ảnh cậu một thời gian dài. Để biết thêm về những sự kiện đã xảy ra trong cuộc chiến cuối cùng này, các bạn hãy ghé qua video All For One vs One For All, trận chiến cuối cùng,
để nghe tôi kể về trận chiến lớn nhất trong lịch sử xã hội anh hùng Nhật Bản về quy mô của cuộc chiến nhé. Sau cuộc chiến, Deku đã không để việc không sở hữu năng lực làm ảnh hưởng đến ước mơ của cậu. Deku vẫn tiếp tục được theo học tại UA cùng những người bạn theo như những tiết lộ gần đây của manga. Tôi cũng đã có một số giả thuyết khá thú vị về hướng đi trong tương lai của Midoriya Izuku. Các bạn nhớ tiếp tục theo dõi để xem đó là gì nha. Midoriya Izuku được khắc họa là một cậu bé khá là nhút nhát và hay giúp đỡ người khác bất chấp đó là những người hay bắt nạt cậu. Sự nhút nhát này đã phần nào được cải thiện sau khi cậu đỗ vào trường UA. Nhờ đỗ vào UA, cậu đã được học nhiều điều mới mẻ và được va chạm nhiều với cuộc đời hơn. Từ đó hình thành nên được một đề cư với sự tự tin nhưng không tự phụ, kết hợp với sự siêng năng, ham học hỏi. Sự ham học hỏi đó của đề cư thường xuyên được thể hiện ở những phân đoạn cậu ghi chép lại những bài học mà cậu nghe được. Chưa hết, đề cư còn được đánh giá là một người có khả năng phân tích và giải quyết tình huống một cách đáng kinh ngạc, đồng thời sở hữu tố chất lãnh đạo khi cậu thường xuyên là người vạch ra các chiến lược cho đồng đội ở một số bài kiểm tra. Nhờ khả năng phân tích tình huống và chiến lược cậu vạch ra ở trận đấu đầu tiên tại UA, Deku cùng Ochako đã chiến thắng được Bakugo và Yuda, khiến cho hai cậu nhóc khá là sốc. Và đặc biệt là Bakugo đã rất cay cú khi để đứa mà mình luôn xem thường vượt mặt ngay trận đấu chính thức đầu tiên của cả hai. Hai trong sự kiện All Might tái đấu với All For One tại Kamino, Deku chính là tác giả của kế hoạch giải cứu Bakugo bằng cách tận dụng năng lực của từng nhân tố có mặt tại đó, và kế hoạch đó đã thành công khi giải cứu được Bakugo trước sự bất ngờ của Liên minh tội phạm. Midoriya còn được thể hiện rõ là một người có khả năng truyền cảm hứng và vực dậy được tinh thần của người khác bằng chính những hành động dứt khoát và lời nói vô cùng lôi cuốn của cậu. Deku đã vực dậy được tinh thần của cậu bé Kota đáng thương, không còn tin tưởng vào các anh hùng khi cả cha mẹ cậu bé đã mất trong trận chiến với tên tội phạm Muscular. Hay việc cậu đã thức tỉnh được một Shoto bị kìm hãm bởi quá khứ đen tối với người cha Endeavor, khiến Shoto phải lần đầu tiên chính thức sử dụng phần năng lực lửa mà cậu rất căm ghét. Đỉnh điểm là Deku đã cứu lấy được trái tim đã tàn nát trong cơ thể của một con quái vật như là Shigaraki Tomura và giúp hắn mỉm cười ở những giây phút cuối đời. Deku còn được một tên tội phạm rất nguy hiểm, không chỉ bởi sức mạnh mà còn ở lý tưởng rất thuyết phục của hắn công nhận là một anh hùng đích thực giữa một xã hội vô số anh hùng giả mạo hiện nay. Không giống với hầu hết các nhân vật khác như là hai người bạn Shoto và Bakugo, khi hai cậu bạn đã có những chuyển biến tích cực về cả tính cách lẫn sức mạnh trong suốt chặng đường của My Hero Academia. Deku ngay từ đầu đã được xác định là một người có ý chí mạnh mẽ về công lý của một người anh hùng trong xã hội hiện đại. Ý chí đó đã được Deku nuôi dưỡng ngay từ khi còn là một cậu bé, nhìn thấy được hình ảnh người anh hùng All Might đánh bại những tên tội phạm trên TV. Midoriya đã lấy hình tượng All Might làm động lực và là kim chỉ nam cho tính cách con người của cậu từ đó cho đến cả về sau này. Dường như tác giả đã xây dựng Deku là một kiểu nhân vật chính toàn thiện, không có lỗ hổng về nhân cách, nhận được sự tin tưởng và công nhận từ những người mà cậu gặp, hay cả với những người chỉ mới gặp lần đầu như Sir Night Eye hay lần được Gran Torino thử thách. Deku còn là một chỗ dựa vững chắc về mặt tinh thần cho những người bạn của cậu. Biểu hiện rõ nhất là ở trận chiến với All For One. Những người bạn, tất cả mọi người đã sẵn sàng hỗ trợ và đỡ đòn thay cho Deku với niềm tin mãnh liệt rằng chỉ Deku chứ không phải ai khác sẽ chính là người thành công kết liễu được All For One và đánh bại Tomura. Và mọi người đã đúng khi cuối cùng Deku đã tung ra cú đấm quyết định mang lại chiến thắng dành cho các anh hùng. Deku thực chất có một tật xấu mà những nhân vật khác trong truyện hay cả người xem nhận ra, đó là cậu bé quá tốt bụng đi. Deku thường xuyên lao đầu vào nguy hiểm để giải cứu mọi người, bất chấp hậu quả mà cậu sẽ phải gánh chịu. Điều này được All Might nhận xét, dường như nó đã ăn sâu vào bản năng của cậu. Như tôi đã nói ở trên, mặc dù nhận thức bản thân không có năng lực, nhưng vẫn lao vào như con thiêu thân để giải cứu Bakugo. Ngoài ra, cả tay và chân của Deku còn thường xuyên bị gãy nát, như trong thời gian đầu sử dụng năng lực One for All để cứu Ochako ở kỳ tuyển sinh đầu vào, cứu Kota ở trại huấn luyện, hay có lần còn liều lĩnh bật phun 100% sức mạnh của One for All để chiến đấu với Overhaul, giải cứu Eri, nhưng may mắn đã được cô bé hồi phục liên tục trong trận chiến. Sự quên mình vì người khác của Deku đạt đỉnh điểm sau cuộc chiến tranh giải phóng huyệt bí. Lúc này, Đặc Deku mặc dù đã gần như làm chủ được sức mạnh và có thể xem cậu là một trong những anh hùng mạnh nhất hiện tại, cậu đã một mình thực hiện công việc bắt giữ tội phạm với tần suất vô cùng nhiều mà không anh hùng nào có thể theo kịp. Thậm chí là đánh bại kẻ thù cũ Muscular, một kẻ mà cậu đã phải rất chật vật lúc trước một cách dễ dàng. Nhưng cậu đã phớt lờ đi hết tất cả những lời quan tâm, khuyên ngăn từ mọi người, kể cả từ chính người thầy, người ân nhân của cậu là All Might.
Đề cử thúc đẩy bản thân vượt qua giới hạn bằng cách liên tục sử dụng năng lực, quên ăn, quên ngủ và quên luôn cả tắm rửa thay quần áo, cũng vì mong muốn những người mà cậu yêu quý không phải can thiệp vào và họ sẽ không bị gặp nguy hiểm. Lúc này, nhân cách của cậu còn bị thử thách bởi tên tội phạm có năng lực dối khi đề cử phải quyết định giữa việc ra tay hay không với những người dân. Nhưng may thay, cậu đã không đi lệch lý tưởng anh hùng của cậu. Trước sự khuyên ngăn của lớp 1A, đề cử đã nhiều lần trốn chạy, thậm chí là đối đầu với những người bạn. Nhưng cuối cùng nhờ xin lỗi và sự thú nhận từ Bakugo mà đề cử đã chấp nhận nghỉ ngơi và dừng lại khoảng thời gian cực khổ đó. Mặc dù được xây dựng về tính cách và lý tưởng chuẩn mực ngay từ đầu bộ truyện, tuy nhiên đã có nhiều lần những lý tưởng đó của đề cử bị lung lay dữ dội sau khi đã chứng kiến những gì xảy ra với xã hội anh hùng và cả chính bản thân cậu. Sau khi đã nhận ra được bản thân là người thứ 9 sở hữu One for All và sở hữu được tất cả các năng lực của những người tiền nhiệm. Nhưng không chỉ vậy, đề cử còn phần nào hiểu rằng cậu không chỉ thừa hưởng năng lực mà còn cả về ý chí của họ. Cậu cũng muốn sửa chữa được những lỗi lầm mà các người tiền nhiệm đã mắc phải. Tiêu biểu là lỗi lầm của Nana Shimura với Shigaraki. Đó là lúc đề cử nhận ra sức mạnh càng lớn thì trách nhiệm cũng càng lớn lao. Khoảnh khắc cậu đã có suy nghĩ sức mạnh mà mình đang sở hữu là một món quà hay lại là một gánh nặng mà cậu đang mang theo bên mình. Những anh hùng giải nghệ do không chịu được áp lực của cộng đồng, sự xuất hiện của những tên tội phạm được sinh ra từ chính sự khắc nghiệt và những mặt tối của xã hội anh hùng như Darby, Spinner, Twice, Gentle và Le Brava. Và đặc biệt là Stain và Lady Nagan đã phần nào làm đề cử nghi ngờ về lý tưởng anh hùng mà cậu vẫn luôn theo đuổi. Liệu những gì cậu đang cố gắng hàng ngày có thực sự sẽ mang lại được sự hạnh phúc và bình yên cho mọi người? Liệu cậu có thể thực sự giải cứu được những người khác khi đã trở thành anh hùng hay không? Đó phải chăng là những câu hỏi mà đề cử đã phải rất trăn trở để tìm ra câu trả lời sau những gì cậu chứng kiến? Và có lẽ câu trả lời đã được cậu tìm ra rằng khi đã là một anh hùng thì cậu không chỉ đơn thuần là đánh bại những tên tội phạm cứu lấy người dân mà còn là việc phải tạo cho người dân một sự tin tưởng và cảm giác an toàn khi nhìn thấy được bóng lưng của những người anh hùng, hay ngay cả khi chưa nhìn thấy thì họ cũng tin rằng sẽ có một anh hùng nào đó đến để giúp đỡ cho họ. Sự cứu rỗi không chỉ dành cho những người dân bình thường mà còn dành cho cả những tên tội phạm đang lầm đường lạc lối. Là một người anh hùng, đề cử tin rằng phải chỉ ra cho những tên tội phạm ý nghĩa của cuộc sống mà bọn chúng đã đánh mất từ lâu. Rằng sẽ luôn có một con đường khác tươi sáng hơn mà bọn chúng có thể chọn để đi. Cái họ cần bây giờ là sự nhận ra, từ từ quay đầu lại và bắt đầu hành trình chuộc lỗi của riêng họ. Điều này đã được chứng minh thông qua nhân vật Gentle và Le Brava hay Lady Nagan. Khi về sau họ cũng đã xuất hiện trở lại trong cuộc chiến cuối cùng để giúp đỡ các anh hùng của chúng ta. Midoriya Izuku là một nhân vật chính được xây dựng rất chắc tay từ tác giả Horikoshi Kohei. Một nhân vật chính điển hình trong các bộ anime shonen khi cậu có một nhân cách cao thượng và một hành trình phát triển sức mạnh dần dần theo thời gian, thông qua những bài học và trải nghiệm cuộc sống. Vậy sức mạnh của cậu sở hữu là gì? Hãy cùng tìm hiểu ngay sau đây. Midoriya Izuku ngay từ đầu đã là một cậu bé vô năng nhưng có một phẩm chất anh hùng hiếm có nên cậu đã được All Might chọn thừa kế quốc One for All. One for All mang đến cho Deku một nguồn sức mạnh dự trữ khổng lồ mà cậu đã phải rèn luyện khả năng thể chất tự nhiên của bản thân rất nhiều để có thể tương thích với nguồn sức mạnh đó. One for All đã giúp tăng cường tất cả các khả năng thể chất của Deku, từ sức mạnh, tốc độ, thể lực, độ bền cơ thể đến sức chịu đựng. Mỗi khi cậu kết quả sức mạnh thì những đường gân màu đỏ xuất hiện cùng với vầng hào quang và tia điện màu xanh lục. Cậu có thể tập trung sức mạnh vào một bộ phận duy nhất trên cơ thể và phân chia sức mạnh thành các cấp độ được tính bằng tỷ lệ phần trăm như 10%, 15%, 40%, v.v. Ngoài ra, Deku là người duy nhất sở hữu One for All được truy cập vào thế giới tiềm thức của những người tiền nhiệm, từ đó nhận được sự hỗ trợ trong những cuộc chiến và cả những quốc từ họ. Quốc Gear Shift từ người tiền nhiệm thứ hai của One for All là Kudo. Gear Shift giúp Deku thay đổi vận tốc của cậu và những vật cậu chạm vào. Gear Shift có thể xem là một quốc cường hóa giúp tăng cường sức mạnh vốn dĩ đã rất mạnh mẽ của One for All. Fajin của người tiền nhiệm thứ ba là Bruce. Đây là một năng lực giúp người dùng lưu trữ động năng và giải phóng chúng dưới dạng sức mạnh và một vụ nổ. Đệ tứ Hikage Shinomori sở hữu quốc Danger Sense. Đây có thể gọi là một năng lực giúp cảm nhận hay giác quan thứ 6 của người sử dụng, giúp họ cảm nhận mối nguy hiểm xung quanh và sắp phải đối mặt. Black Whip của đệ ngũ Daigoro Banjo giúp đề cử tạo ra những dây roi năng lượng, hỗ trợ cậu di chuyển và bắt giữ tội phạm. Quốc này làm chúng ta liên tưởng đến nhân vật Spider-Man của Marvel. Smokescreen của Enta Yutai, đệ ngũ, tạo ra màn sương hay khói có thể bao phủ một vùng nhỏ hoặc rộng lớn, tạo cơ hội cho đề cử ẩn nấp và tấn công bất ngờ.
cuối cùng là cuốc của Nana Shimura, người sư phụ của All Might. Cuốc này có tên là Float, giúp người sử dụng có thể lơ lửng trên không hoặc là bay. Ngoài ra, năng lực chung của các đời One for All là khả năng truyền thụ lại năng lực cho người khác. Ta có thể lấy ví dụ như việc Deku đã ăn tóc của All Might để có được One for All. Các bạn có thắc mắc là tại sao mình không nhắc đến All Might ở phần liệt kê các người tiền nhiệm không? All Might từng là người sở hữu One for All mạnh nhất cơ mà. Vâng, câu trả lời cũng đã được tiết lộ trong series là Yagi Toshinori, tên thật của All Might, cũng là một người vô năng giống Deku. Nên có lẽ một phần ông quyết định trao di sản lại cho Deku cũng nhờ sự đồng cảm với cô bé. Ngoài những cuốc được kế thừa, Deku còn sở hữu những thiết bị tối tân hỗ trợ cậu trong chiến đấu, mà nổi bật nhất chính là đôi găng tay Full Gauntlet được Melissa từ phần ngoại truyện Two Heroes chế tạo cho cậu. Đôi găng tay giúp Deku nâng cao khả năng sử dụng One for All lên nhiều lần và giảm nguy cơ tự gây thương tích cho bản thân như những lần trước. Điều này đã giúp ích rất nhiều cho Deku trong những cuộc chạm trán và góp phần hỗ trợ Deku trong việc làm chủ hoàn toàn năng lực của mình. Tên của các tuyệt kỹ được Deku tung ra đa phần là những chiêu thức sử dụng nắm đấm làm trọng tâm kết hợp với tỷ lệ phần trăm công suất mà Deku truyền vào như Full Power 30%, One for All 45%. Về sau, khi kết hợp với năng lực của các vị tiền nhiệm đã cho ra những cái tên mới như Black Chain, Overdrive. Một số chiêu thức cũng được lấy tên từ những thành phố và tiểu bang của nước Mỹ giống với All Might như Detroit Smash, Texas Smash. Sau khi trận chiến cuối cùng đã kết thúc, tất cả tướng chính đã quay trở về trạng thái yên bình. Deku cũng đã trở lại thành một cậu bé vô năng với quả đầu mới bị mất phần tóc bên phải, trông khá chất chơi và quay lại học viện UA để tiếp tục việc học 2 năm. Thế nhưng ở chương 425 mới nhất, với sự xuất hiện của một người đàn ông bí ẩn đã đặt ra cho tôi và các độc giả vô số câu hỏi về những diễn biến tiếp theo của bộ truyện, vì dường như sau tất cả, tác giả vẫn chưa muốn kết thúc bộ truyện tại đây. Bí ẩn về thân thế của cha Midoriya và Deku sẽ phải làm gì khi giờ đây cậu đã mất đi One for All? Tôi sẽ nêu ra giả thuyết mà bản thân có về chủ đề này. Về cha của Midoriya Izuku là ông Hisashi Midoriya. Ông được tiết lộ là vẫn còn sống và hiện đang làm việc tại Mỹ. Ông còn sở hữu một năng lực chưa được tiết lộ tên, nhưng theo miêu tả thì ông có thể tạo ra lửa từ miệng hay là thở ra lửa, nhưng cấp độ của năng lực này vẫn chưa được đề cập đến. Nhưng ông cũng được chính tác giả cam kết rằng sẽ xuất hiện trong tương lai của bộ truyện, nhưng sau trận chiến cuối cùng thì ông vẫn chưa được giới thiệu với người đọc. Nhiều giả thuyết gần đây đã đề cập đến người đàn ông xuất hiện ở cuối chương 425, có thể là cha của Deku. Khi hắn xuất hiện với đôi mắt ứng lệ, trông rất đáng thương, mái tóc rối bời với quần áo như vừa được thoát khỏi ngục, và miệng thì đang bị đeo một thứ gì đó, có lẽ như đang che giấu hoặc là kìm hãm năng lực của hắn. Mà ông Hisashi cũng được tiết lộ là có thể giải phóng năng lực từ miệng. Giả thuyết này dường như cũng có cơ sở khi người này xuất hiện ở giai đoạn mà người xem đang rất tò mò về danh tính thực sự của cha Deku. Nếu không thì hắn chắc chắn có vai trò quan trọng trong diễn biến tiếp theo của bộ truyện, hoặc có thể chính là kẻ phản diện tiếp theo mà Deku và những người bạn có thể phải đối đầu. Việc cha mẹ của Deku đều có năng lực đã đặt ra một câu hỏi là tại sao Deku thì lại không có năng lực nào? Có một phách nói về tiến sĩ Garaki, chính là người bác sĩ đã nói với Deku rằng cậu là người vô năng. Vì hắn là tay sai của All for One, nên có thể vì một lý do nào đó mà hắn đã không tiết lộ cho Deku. Đó có thể là một năng lực ẩn, cần thời gian để phát triển và xuất hiện ở một thời điểm nào đó phù hợp, hay Deku đã vô tình sử dụng chúng trong những cuộc chiến mà cậu không hề nhận ra. Ông Hisashi sở hữu năng lực liên quan đến lửa cũng có thể là một gợi ý nhỏ về việc ông sẽ quay về và tiết lộ cho Deku biết về năng lực thực sự của cậu. Mặc dù trong My Hero Academia đã không có ít người có thể sử dụng được lửa, nhưng việc Deku sử dụng lửa bằng một phương thức khác với những người khác cũng là một chủ đề khá thú vị, vì năng lực lửa cũng thường xuyên được các mangaka sử dụng cho nhân vật chính của mình, như Natsu của Fairy Tail chẳng hạn. Ngoài ra còn có một chi tiết khá là thú vị trong kỳ thực tập của Deku: Bakugo và Shoto với người hướng dẫn là Endeavor. Các bạn có nhận ra điểm khác biệt là gì không? Chính là ngoài Deku thì cả ba người còn lại đều có năng lực liên quan đến lửa đấy. Biết đâu chừng tác giả sẽ biến Deku trở thành một nhân vật sử dụng lửa cho đủ bộ thì sao nhỉ? Một hướng đi khác cho Deku là cậu sẽ tiếp tục vẫn là một cậu bé vô năng, nhưng sẽ được trang bị những thiết bị tối tân hoặc một bộ giáp như cách All Might đã cầm bách hoành tráng như thế nào trong trận chiến cuối cùng. Bởi nếu không có sức mạnh thì những kiến thức, kinh nghiệm và trải nghiệm kết hợp với ý chí của Deku vẫn là một hình mẫu rất quý giá mà giới anh hùng không bao giờ muốn đánh mất. Hoặc một giả thuyết khác cũng được chúng mình nghĩ đến, đó là tuyến truyện giờ đây sẽ rẽ sang một hướng khác, một nhân vật khác chẳng hạn. Đó có thể là một anh hùng khác, hay là một anti-hero giống với Stain,
hoặc điên rồ hơn là một tên tội phạm có lý tưởng thú vị hay từng là học viên của UA. Một sự thay đổi nhân vật trung tâm của bộ truyện như cách tác phẩm Chainsaw Man đã làm. Đó chỉ là những giả thuyết mà mình cho là khá điên về tương lai của bộ truyện My Hero Academia. Nó có thể đúng, có thể sai, nhưng chúng mình cũng rất mong các bạn sẽ để lại phần bình luận hoặc một giả thuyết các bạn cho rằng sẽ xảy ra trong tương lai của My Hero Academia nhé. Còn bây giờ thì nếu thấy hay, nhớ để lại một like và một share để ủng hộ chúng mình. Đừng quên bấm nút subscribe để theo dõi chuông thông báo và nhớ đăng ký cả hội viên để không bỏ lỡ những video hấp dẫn phía sau. Cảm ơn các bạn đã xem video. Hẹn gặp lại trong những video tiếp theo. See ya!